hơi thở ra vào. Thì thời gian sau này con tập cái thiền này thì khoảng chừng 20 phút đến 30 phút thì tự thân con nó dùng mình một cái rất là mạnh. Xong rồi là bắt đầu giống như cái thân này nó nhẹ nhàng, nó làm như nó bay bổng hay nó sao á. Thì con cứ tập trung vô đó, con ngồi khoảng độ một tiếng thì con cảm giác nó có một cái dòng nước hay là một cái ống thông hơi gì con không biết, mà từ trên đỉnh đầu xuống tới xương cùng. Thì bạch thầy chỉ dạy cho con có nên tiếp tục thiền nữa hay là dừng lại. Xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô. Cái mạch nhâm và cái mạch đốc của cơ thể mình ở phía trước và phía sau của mình á, khi mà mình tu tập thì mình đang đứng trên cái vấn đề là vật lý và sinh lý thôi. Nó có những cái hiện tượng nào đó thì nó đang làm cho cơ thể mình khỏe hơn thôi, chứ nó không có liên hệ gì tới cái vấn đề thấy được bản chất của sự thật. Khi mà mình chưa thấy được bản chất của sự thật thì vấn đề khổ đau và nguyên nhân khổ đau còn nguyên đó. Chuyện của mình là thấy được sự thật. Ví dụ con thấy cái này là cái chuông. Quý vị thấy cái này là bán kiếm tiền được. Và một cái con vật nó thấy cái này là chẳng hạn như cái đồ nó có thể ăn được, ví dụ vậy. Thì ba cái thấy đó, cái nào đúng hơn cái nào? Thầy thấy nó có chuông là đúng như thầy. Quý vị cần tiền, quý vị bán nó là đúng như quý vị. Bất kỳ cái chỗ nào nó cũng đúng với cái đối tượng đó. Ok. Nhưng mà để thấy đúng như sự thật thì mới hết khổ đau. Như sự thật là như sao? Tức là không có phải thấy như mình thấy, mà thấy như nó là. Cái chuông là mình đặt. Hả? Nó có đâu có đúng gì là cái chuông. Tự thân nó có đâu, nó là cái chuông. Tự thân nó không có nói cái thứ mà người khác nói vào nó. Cho nên mình chưa bao giờ thấy một cái gì bên ngoài kia đó. Quý vị chỉ thử thầy Ngộ Phương đang ngồi đâu. Lấy tay chỉ thử người Ngộ Phương đang ngồi đâu. À, không có ánh sáng này nè, cụ thấy con không? Không. Nếu như mà con phù phép, con biến mất và con trong suốt đến độ con không dừng lại được cái ánh sáng, cụ đâu có thấy được. Chúng ta đôi mắt này chỉ thấy những thứ nào nó dừng lại ánh sáng thôi. Nó dừng lại ánh sáng và ánh sáng phản vào trong mạc mắt của mình, nó lên trên hệ thần kinh và mình thấy cái hình ảnh của nó ở trong đôi mắt của mình đó. Cụ thấy con trong mắt của cụ, cụ nghe âm thanh này trong tai của cụ, cụ buồn ở trong tâm cụ vui trong tâm cụ, cả thế gian ở trong tâm cụ. Và cụ sẽ thấy thế gian như là tâm của mình biểu hiện thôi. Cho nên chưa bao giờ mình thấy thế gian thực như nó là. Cho nên chưa bao giờ mình hết khổ và mình hết tạo nguyên nhân khổ. Khởi tâm động niệm là vô phi thị tội. Tức là cái tâm mình là cái tâm tham sân si. Cho nên mình khởi lên là lập tức đó là sai lầm, cho nên nó tạo tội. Nói xa như vậy để mình biết Vipassana, tức là cái thiền mà đặc biệt Đức Thế Tôn dạy. Ai cũng biết tham là khổ là không tốt, ai cũng biết sân là khổ là không tốt. Nhưng thế gian không mấy người dạy cho chúng ta cái cách mà chấm dứt cái khổ đó và cái nguyên nhân khổ đó. Chỉ có Đức Thế Tôn rất đặc biệt dạy chúng ta Vipassana, tức là thấy như thật. Chúng ta thấy như thật thôi thì mình mới không làm trật cái như thật đó, thì mình mới không khổ. Tức là không có sai đi cái nhân, cái duyên, cái quả vận hành của vũ trụ này. Vũ trụ này nó vận hành là cân bằng nhân như vậy của cái khẩu, cái thân và cái tâm mình nó hành động, mà với cái vô minh là nó tạo ra một cái sự bất cân bằng, thì vũ trụ sẽ vận hành theo cái luật nhân quả để nó quay lại, nó đáp ứng như là kết quả cho hành động, suy tư và ngôn ngữ kia, để vũ trụ này vận hành được như bình thường. Bằng không, trái đất đang quay ngược chiều kim đồng hồ tự thân nó, biểu nó quay ngược lại được không? Không. Nó đang quay theo quỹ đạo như vậy, biểu nó quay ngược lại được không? Không. Như vậy nó phải có một cái mức độ cân bằng nào đó của cái hành tinh, của cái vũ trụ, của bao la này. Nếu không một cái gì trục trặc thì nó sẽ vỡ tan. Giống như vậy, nhân quả là cân bằng. Hễ mà mình khởi tâm động niệm, ý nghĩ ngôn ngữ của mình không cẩn ngôn cẩn hành á, là lập tức mình gieo một cái nhân, đủ cái nhân cái duyên quả hoàn tự thọ. Vậy ở đây những cái hiện tượng mà cô thấy đó, nó chỉ là hiện tượng, kể nó đi, nó là trò chơi của thân xác.
thân xác chỉ là giới hạn lại của cái thân xác này thôi, nó không có gì nhiều hơn hết. Nhưng nó là đá mài để cái ánh sáng của mình nó biết, hey, hello, em mới xuất hiện, lần đầu tiên ta thấy hiện tượng này, oh, để coi thử ở bao lâu, rồi đi mất. Đó là dùng cái thấy của mình mài lên đá mài đó, đó chính là tuệ quán. Còn như thế nào đó, câu chuyện của nó. Nhiều thứ trong này lắm, máu chạy rần rần ở trong mình đâu có nghe. Tim mình đập bụp bụp mình không nghe. Khi mình thiền xuống thì mình tâm lặng hơn, cho nên chiếu được những cái thứ mà xưa nay mình không thấy. Vậy thôi, đừng có tìm cái lý do ABCD để giải thích, không cần thiết. Tâm mình có thói quen tìm một nội dung để cho nó hiểu, đó là chướng ngại của thiền, gọi là trạo cử ấy. Vậy nha, mô Phật.